Trời, anh làm từ bên này em sang năm chín xin nha. Xin lỗi, phải số điện thoại này của công ty Vinagame cùng vậy ở? Dạ đúng rồi, anh cần hỗ trợ vấn đề Đúng gì ạ? rồi, chỉ là trò chơi kiếm thế thì cũng phải của Vinagame không? Dạ đúng rồi, anh cần hỗ trợ vấn đề gì ạ? Thầy ạ, các hạ, cho đại hạ hỏi được không? Tại hạ có một con người là Đồn Thị, năm nay đó đi được cấp 46 rồi, bây giờ đó còn cái mấy chiêu bên kia làm sao luyện được đây? Hiện tại thì khi mà anh lên cấp thì mình lên đủ cấp thì mình đến NBC chuyển môn với học phái thôi, học học cái kiểu mới thôi anh. Học cái chuyện mới để đâu lên trên đó rồi thấy sư phụ đâu mà không thấy ổng ở đâu hết, làm cho được kiếm đầy hay gia giang hồ thì rộng lớn, không biết ổng ở đâu hết, học cái gì nữa, mới luyện được có 2 chiêu cũng lợi hại lắm. Dạ nhưng thưa mà anh. thầy nè nhưng mà nói nghe nè, anh từ tại hạ thì được không biết được cái game này đó chơi cũng thiệt là hay, nhưng mà có sư phụ thì phải làm sao đây, làm cho để được có được sư phụ. Dạ cái này khi mà mình vào phái rồi anh thì ở cái phái của mình hiện tại sẽ có trưởng môn và anh có thể là mình bấm phím tab lên để tìm trưởng môn của mình đây nè. Trưởng môn bây giờ cấp 40 mấy rồi, phải đi ra đi qua gặp trưởng môn nữa hả? Dạ. Bây giờ mình đi qua thủ dâm cốc luyện có được không? Dạ hiện tại thì trên game không có cái bản đồ đó nè. Này dạ, chết mẹ rồi, sao nghe tụi nó nói kiếm thế qua thủ dâm cốc luyện màu lên lắm ạ? Dạ, cái này thì trong game thì thật sự không có bản đồ đó nè. Chứ bây giờ người nào nói có cái cốc mà cốc gì, thủ dâm cốc hay là tiệc tình cốc, đào đại cốc là cái cốc gì đây? Bây giờ làm sao cho màu lên cấp? Dạ, trong game của mình thì mình có thể là đi làm nhiệm vụ ở trong game thì có thể là mau lên cấp hơn là mình đi đánh quái bình thường nè. Đúng rồi, nhưng mà làm sao đây mới luyện được. Hay dạ, ở trong cái bản nội công á của Đoàn thì có một cái tuyệt chiêu gọi là tuyệt chiêu cấp 50, đó là lông bóp vú, lông trảo thủ, làm sao để luyện được chiêu này cho màu tầng cấp. Chiêu này là chiêu 20x đó. Dạ, cái này thì em biết là trong game kiếm tế của mình không có chiêu này anh nè. Có thể là nếu như anh không biết cái chiêu của mình có thể lên trang chủ sẽ có Rồi, tại sao nghe tụi nó nói thầy già bóp vú làm trợ thủ quánh dữ lắm mà, quánh nhất là mấy đứa con gái đó, cái mấy con gái đụng vô quánh không có lại mình đâu, chỉ cần sức chiêu. Thầy già tốc độ tối đa của nó là 37 điểm, bóp vú 50 điểm, cộng cho phục hồi sinh lực là 50 điểm nữa, sau khi bà đã ép đồ lên đủ 4 lần đó. hiện tại thì phái đoàn thị của mình không có chiêu này anh nhé. Và ví dụ như mà anh muốn biết chiêu của mình là những cái chiêu gì, anh có thể là lên trang kiếm thế Nhưng chấm mà vn. cho anh hỏi nè, có cái chiêu nào gọi là xuất tinh đại pháp không? Dạ cũng không có chiêu này anh ạ. Tại sao cái tụi khốn nạn này nó gạt anh hả? Sao kỳ Dạ vậy ta? Nó nói là chơi game đó thì là vui cũng như ngoài đời nữa. dạ Cho nên hay giờ thì là khổ. Chơi này khổ thiệt. Khổ thiệt. Mấy cái chiêu này thiệt là lợi hại. Nhưng mà làm sao để luyện được đây cũng không biết nữa. Em ạ. À, nghe nói trên đó có một cái gọi là cưới vợ với lấy chồng với nhau hả? Dạ chức năng này sẽ sắp được mở nè. Dạ và có thể là mình sẽ phải lên trang kiếm thế chấm dinh chấm vn để xem cái chức năng này của mình xem trước như thế nào, khi nào mở ra thì mình sẽ áp dụng vào trong game. Nhưng mà sau đó sau khi 2 đứa đám cưới nhau rồi, có thành con đẻ cái được không? Dạ hiện tại thì chỉ là đám cưới trong game thôi anh, chứ mình sinh con trong trong game thì không được anh ạ. Chết mẹ rồi, như vậy là ế rồi, đám cưới mà không có con làm sao đấy, làm sao đấy. Nhưng mà 2 đứa đám cưới mình có hẹn ra ngoài đi ngủ khách sạn được không hả? Dạ ví dụ như trong game thì khi mình trò trò chuyện trong game cũng giống như chat ở ngoài Hay nhà mình như dạ vậy chẳng hạn, thì có thể là nếu như thì mà anh ví dụ như mà anh muốn gặp mặt offline ở ngoài thì mình cũng có thể là PM nói chuyện với người đó hay sao đó hay nè. dạ có nghĩa là sau khi gặp mặt offline ngoài mình cứ để thoát loạn, có nghĩa là một thằng 4 5 con vợ cũng được hả? Ngày xưa người ta nói nam thì nằm thề 7 thiếp kiếm 7 con vợ leo lên khách sạn thoát lạng luôn có được không? Dạ, cái này thì bên em chỉ hỗ trợ vấn đề trong game thôi, còn những vấn đề offline ở ngoài thì cái này bên em không hỗ trợ được. Tôi đi đúng là cảm ơn tại các hạ, tại hạ phải đi đây, phải vô võ lâm mà luyện. Dạ, rồi cảm ơn, xin chào. Thầy dạ máy đừng hết tiền rồi.